Mỗi người có chút đó. Ăn vô hết nha, đều mình cắt ra. Đều mà đúng. Hai tay như thế. Dạ đúng rồi, một tay cũng được. Không tay cũng được. Thoải mái, ok. Bốn tay bình thường luôn. Dạ đúng rồi, bốn tay bình thường. Cấp thông thông mà có gì đâu. Rồi, trò chơi zip line trong khu hàng tối. Rồi, ngồi xuống cho em, ngồi xuống. Bắt đầu. Bye. Nhớ là co chân câu giùm em nhá. Okay. Bye. Bao nhiêu người? Còn 5 người nữa. Sao đi? Người cùng đoàn của mình hả? Hết hồn. Chả nhận quá người. Người trong lớn. Rồi cái này. Muốn quay hả? Quay mọi người thì quay. Đi xuống. Mua gì đó, đó lộn chính sách hả? Hàng tối mà mở đèn sao? Sếp mày không có đèn. Hành trình chinh phục hang tối sau khi zip line 500m bơi 20m giữa thiên nhiên hùng vĩ của Động Phong Nha. Bấm sao? Hai nhịp à? Một nhịp anh nhịp lại, anh bập quá rồi. Đúng rồi. Ok. Anh không giữ, anh không giữ đèn, anh bật từng nhịp một. Đúng rồi. Bánh bật đèn lên con anh. Để mình vào hơn tối rồi. Đó rồi, let's go. Dậy sáng chưa? Nhục. Hàng tối, mà giờ chưa thấy tối. Hải nó đi làm tốt rồi. Ai? Hải cản bánh hả? À, Hải là công an mà. Ây dạ. And the fossil fish, and the croco baby, are the about 100 million. Okay. Dấu chân à? Mấy anh ơi, ở trên kia có cái phát của nó giống dạng giống như sân cá vậy hả? Đấy, mình có thể thấy đấy. Đấy. Mình muốn thì mình có thể lên chụp hình hoặc mình có thể lên lên xem tận mắt đấy. Đấy, đấy đúng rồi đi. Cẩn thận trơn đấy, trơn đấy. Đấy, đúng rồi, fossil đấy. Wow. Fossil đấy. Fossil cá đấy. Anh, sư cá hả? Không có bị gì còn rắn à. Nó giả con không có sờ. Con kỳ nhông hoặc là con gì đấy đó. Don't touch. Liếm được á. Wow, đẹp quá. Sao mà nó lủng lỗ như thế này, nước nó lủng lỗ.
đi từ rất chân nha, là dấu chân gì cả. Ít chân rất bén. Cái này nó nhỏ giọt. Trơn nha mọi người, đi cẩn thận chú mèo nha. Giờ là đường hơi khó đi một xíu nha, mình có hơi tối đấy. Nó không cho mang dép à? Dạ không, cái này là mình đi chân đất thôi. Ừ, cho chân trần à? Dạ, đối chân trần thôi. Đi sĩ? Dạ. Hàng cao thu. À, đi theo đây, đây, đấu phao nữa. Bia. Okay. Đúng rồi. Sắt bìa ngoài là nó có đá lớn nha. Anh Tư đi trước đi. Lại chim luôn hả? À, em chỉ lại chim thôi. Lại chim ha. Quay ngang đi nhỏ lại. Ô lạnh chim. Ui, tắm bùn nữa, sướng. Dạ, là thẳng hoa hả? Dạ, đúng rồi, mình sẽ đi ở hoa đây, mình đồ khoảng 500 mét, mình tắm bùn thôi. Mọi người em cũng nói, nhưng mọi người tự tắm hoa dùm em là mình có đèn rồi, mình có thể coi và mình có thể tắm hoa vào tối hả? Tắm đó còn bùn không á? Tha bùn tha hồ anh ơi, em đi vô tắm thì thoải mái. Ôi, lúc thật kìa. Lạnh quá. Sorry. Anh tưởng là người đó. Sorry. Một chân bước đây người ta nắng quá. Đấy, ngồi lên. Ừ, ngồi vậy là bộ nhẹ nhẹ chậm. Bước là rồi đầu té. Ủa? Đi theo nhé chứ.
chơi khôn. Chơi nghe. Lết chắc cú. Wow. Đây là khu vực trong bùn hả? Wow. Quá đã. Tắm thoải mái, tắm bùn đấy, ngồi tắm bùn tận hưởng ha. Phi luôn hả? Ừ. Ê, tụi bay cái ngắn đấy giờ. Có này cái lỗ, này cái lỗ. Từ từ, từ từ, cái lỗ của này đó. Ngồi lết. Cá bùng lạnh. Anh Tiên ơi, em bắt bùng nha. Hả? Ghê quá. Wow. Lâu lâu ngày được chơi chơi. Giữa thiên nhiên. Ừ, khi có máy quay mà vẫn chén. Anh ké vẫn chén. Vẫn chén. Đây cầm chân tim. Đây. Hả? Đã khó thấy được luôn á. Cái đầu nha. Slide. Sit down, slide. Sit down, slide. Oh, quá đã. Hình như được. Thì có nước lai đã.
Tay nó hôi nắc. Ừ. Đi ngang qua là hôi liền, ngang hơn. Nặng luôn, vui luôn. Hơi là nó ngâm nước ấy nha, ha. Đi đâu nó mới tập thể dục với mình đấy trời. Hả? Đúng rồi. Nó do cái thức ăn của nó từ nhỏ đó anh. Rồi gen di truyền nữa. Khương mà đứng ăn chùm tắm này Khương.